Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật lên sóng giới thiệu các bác một sản phẩm bếp từ Lationa. Con này Lationa đời cao cấp VIP nhất của Lationa các bác nhé. Thì em cũng quay sơ qua tổng thể cho các bác. Ngày trước thì em làm rất nhiều bếp từ, đợt này nô nó hơi ít về bếp VIP, bếp đẹp nên đâm ra nhà em không về lô nhiều. Đây là hàng tuyển chọn nhà em mới lựa về, có một vài con âm dương thì chưa có các bác nhé. Thì em cũng giới thiệu sơ qua cho các bác một sản phẩm bếp từ Lationa. Đây lò nướng của nó này. Con này nhà em đã dọn dẹp sạch sẽ và test đầy đủ ngon lành. Hôm nay em xin giới thiệu các bác, cũng chia sẻ luôn. Đây nút bật tắt nguồn này các bác này. Đây đây là phần nướng này. Con này nó có giọng nói các bác nhé. Giọng nói dòng bếp VIP này thì em cũng chia sẻ luôn. Nút bình thường, nút mở nguồn của lên đây như con tất cả những con bình thường, nhưng dòng bếp này nó sẽ có mở nguồn đây các bác này. Đấy, đấy mở nguồn đây. Con này bật lên rất là đẹp các bác này. Đấy, lên cái dòng bếp mới của mình thì không có đâu các bác nhé. Em cứ dám khẳng định dòng bếp mới không có, rất là đẹp. Đây khi có nhiệt ấm trên này nó sẽ báo cảnh báo có độ 1, 2, 3. Con này được cái VIP các bạn, VIP là 3 từ, con này cũng là từ. Bình thường con này là hồng ngoại nhưng con này cũng là từ các bác này. Chế độ nấu cơm, hẹn giờ, chiên xào có hết các bác nhé. Đặc biệt con này nó sẽ có một cái đây là nhiệt chiên này. Con này ametan này, có nghĩa là không kén nồi, bất kỳ xoong gì lồi gì đun vào cũng được. Đấy, tiện về các bác sử dụng xoong, không phải xoong bất cứ từ là được. Bọn em đã test rất kỹ càng, con này cực kỳ đẹp các bác nhé, cực kỳ đẹp. Đây em test chế độ nướng như các bác, sôi sùng sục. Đây nhà em đang test ổ cắm kia, nó chưa phải ổ cắm đúng của nó nên đâm ra không dám đánh tất cả các ba công suất. Khi nào lắp đặt là sẽ có ổ cắm từ 3 chấu đi kèm. Các bác nhìn tốc độ sôi nhanh tí đi. Bên này không kén nồi các bác nhé, không kén nồi. Đấy, ok đây, sôi này. Em sẽ tắt đi và em test cho các bác một cái hồng ngoại đây. À, bếp hồng ngoại viền rất là đẹp các bác nhé. Đấy, ok hết. À, con này giọng nói luôn này, các bác nhìn đẹp chưa. Siêu VIP luôn. Đun bếp con hồng ngoại này thì cực kỳ chất luôn các bác. Đây nha các bác nha, hướng dẫn luôn các bác này. Nó nhấp nháy này là đang hiện tượng không có xoong. Đây như này em đặt ra này, không có xoong là hết nhấp nháy. Đấy, nó rất là đảm bảo, rất an toàn.
Đây thông báo mặt kính vẫn đang còn ấm nhưng mà sờ bọn em vẫn sờ được. Nó không như cái bếp tài chính mới của mình, cái loại bếp mới em nói thật với các bác chia sẻ. Thì bác mua các loại bếp bếp phím cơ đời mới là chất lượng nó sẽ kém hơn. Là tiền là cực kỳ VIP. Bếp từ này, tất cả bếp từ bán ra thì em đều bảo hành 1 năm các bác nhé. Đấy. Con này thì bên nhà em đang bán là 12 triệu các bác nhé. 12 triệu bảo hành 1 năm, bao lắp đặt, vận chuyển tận nhà cho các bác. Con này có những con bếp thì cũng dòng này, nhưng nó sẽ rẻ hơn. Đấy, nó rẻ hơn rất là nhiều, có khả năng 2-3 triệu, 5-6 triệu. Nó tùy các dòng sản phẩm. Các bác mang mua bếp thì thường thường có cái thành chiếc này các bác nhìn nó như là mới, hàng tuyển chọn cực kỳ xuất sắc nha các bác nhé. Con này đẹp đấy, bác nào muốn sở hữu cái con bếp từ này thì alo cho em. Còn đâu 1-2 hôm nữa nhà em về những cái loại cũng Panasonic nhưng mà cũng âm này thì nó chỉ có giá khoảng tầm 6 triệu rưỡi các bác nhé. Nó tùy các sản phẩm đấy các bác ạ. Con này tính năng này, không kén xoong lồi này, VIP này, nói chung là đẹp.